nghệ sĩ ưu tú Tố Nga, phụ nữ nhất định phải yêu thương chính mình. Nghệ sĩ ưu tú Tố Nga cùng ekip đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị cho live show Dòng Sông Đa Tình kỷ niệm 30 năm ca hát của chị. Diễn ra vào 20 giờ ngày 18 tháng 11 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Live show được biết đến như một cuốn tự truyện kể về dòng sông cuộc đời đa chuẩn của Tố Nga. Sau khi vượt qua khúc trầm của dòng sông đời, đó là 8 năm sống không có hạnh phúc, Tố Nga giống như dòng sông sau trận bão đêm, tỉnh thức với vừa tràn trề niềm vui sống, vừa bình an, yên ả dưới ánh nắng sớm. Sau nhiều năm bị kìm nén, chị liên tục ra sản phẩm âm nhạc, liên tục tạo nên những dấu ấn nghề nghiệp. Cuộc sống của chị và con trai ở chương mới cuộc đời cũng luôn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc. Sau những gì đã trải qua, tôi thầm thía một điều rằng phụ nữ luôn cố gắng hàn gắn hôn nhân vì con là sai lầm hoàn toàn. Mình nghĩ mình hy sinh vì người khác mà quên mất rằng mình phải hạnh phúc thì những người xung quanh mình mới có thể hạnh phúc. Tôi có hạnh phúc thì con trai tôi mới có thể hạnh phúc. Tôi nghĩ khi mình hạnh phúc thì mới truyền tải được năng lượng tích cực đến cho mọi người, nghệ sĩ ưu tú Tố Nga chia sẻ. Tố Nga là mẫu phụ nữ truyền thống, chị không chỉ luôn nghĩ cho con mà còn e ngại cả những dị nghị từ công chúng. Chị nghĩ mình là nghệ sĩ dòng nhạc chính thống, làm việc trong một cơ quan nhà nước. Có bao nhiêu người nhìn vào như vậy thì không thể cho ai thấy là hôn nhân không hạnh phúc hay đổ vỡ được, nên cứ phải gồng lên với cha mẹ. Với xã hội để bên ngoài nhìn vào thấy mình đang có một cuộc sống tròn trịa. Sau biến cố của mình và những gì chứng kiến từ những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, vẫn cố vì con của một số bạn bè xung quanh. Tôi nhận thấy rất rõ ràng rằng phụ nữ chúng ta nên biết sống cho bản thân mình, yêu lấy chính mình và cả thương lấy chính mình. Có yêu và thương lấy mình mới biết làm sao để mình sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Và như thế, những người thương yêu của mình cũng mới hạnh phúc hơn. Bản thân tôi bây giờ luôn cố gắng sống vui vẻ, mạnh khỏe vì chính mình, vì con, vì bố mẹ và cả những người yêu thương, đồng hành trong sự nghiệp với mình. Tất cả những người ấy sẽ có mặt tại khán phòng Nhà hát lớn để cùng tôi ôn lại quãng đường 30 năm sự nghiệp trong live show Dòng Sông Đa Tình của tôi tới đây. Tôi tư duy cho con ăn học đến nơi đến chốn, chứ không tư duy phải để lại cho con thứ gì. Tôi cũng tuyên bố điều đó với con trai, mẹ lo cho con ăn học nhưng sẽ không để lại tiền bạc cho con, mẹ cần lo cho mẹ, cho các dự án âm nhạc của mẹ. Cần ăn ngon mặc đẹp và sống vui vẻ. Còn con học đến đâu, giỏi hay dốt, nên chuyện hay không nên chuyện, đó là cuộc đời con tự quyết định, mẹ không can thiệp, nghệ sĩ ưu tú Tố Nga nhấn mạnh. Kết quả từ cách ứng xử của người phụ nữ hiện đại Tố Nga ấy là con trai chị sớm tự lập và rất ngoan, tự học tập tốt, tự biết lo cho bản thân mình và luôn là người bạn trong cuộc sống của mẹ, bố mẹ người thân của chị sống vui vẻ, bình an hơn. Trong live show Dòng Sông Đa Tình kỷ niệm 30 năm ca hát, thân phận một người phụ nữ Tố Nga từ bóng tối đến ánh sáng sẽ được kể đầy đủ cho khán giả bằng âm nhạc. Tôi tin sẽ có nhiều khán giả xem thấy được cuộc đời tôi là một mẫu số chung trong xã hội. Nhưng tôi nghĩ khi phụ nữ vượt qua được thăng trầm, vươn lên được, thực hiện được ước mơ, tìm được hạnh phúc và thành công mới là điều đáng nói. Đôi khi nhìn lại những điều mình làm được, tôi cảm thấy tự hào về mình. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi mong chúc tất cả các chị em đều biết cách để hạnh phúc. Cá nhân tôi nghĩ, để hạnh phúc, điều đầu tiên là phải biết tự bằng lòng với chính mình. Nói thế nghe có vẻ sáo rỗng nhưng thực sự tôi thấy tâm trạng của mình là quan trọng nhất. Mình uống cốc nước lọc mà cảm thấy thoải mái còn hơn ăn cao lương mỹ vị mà lo lắng. Đó cũng chính là cách phụ nữ yêu và thương lấy chính mình, nghệ sĩ ưu tú Tố Nga chia sẻ.